Tim của Triệu Lộ Tư là con ghẻ quốc dân con cưng quốc tế. Nửa cuối năm 2024, màn ảnh Hoa ngữ chứng kiến màn đụng độ nảy lửa giữa Triệu Lộ Tư và Ngô Thư Hân. Hai bộ phim của hai nữ diễn viên bị đặt lên bàn cân so sánh trên nhiều phương diện. Tuy nhiên có thể thấy, Rèm Mộc Châu Sa thua thế hơn hẳn với thành tích Bếp Bát. Mới đây, bộ phim do Triệu Lộ Tư và Lưu Vũ Ninh đóng chính tiếp tục giảm điểm đu ban từ 6.3 xuống còn 5.9 với hơn 137.000 lượt đánh giá. Dưới bình luận, CNET nhận xét, bộ phim có tạo hình và đạo cụ đẹp, nhưng bối cảnh giả trân, kịch bản càng về sau càng đuối, diễn xuất chỉ ở mức tạm ổn. Thay vì trở thành bom tấn cổ trang như đã được kỳ vọng trước đó, Rèm Mộc Châu Sa khiến khán giả thất vọng, thậm chí khiến tên tuổi và sự nghiệp Triệu Lộ Tư chịu ảnh hưởng nặng nề vì thực tích quá tiêu cực. Tuy nhiên, phim lại nhận được nhiều phản hồi tốt của khán giả quốc tế. Hiện Rèm Mộc Châu Sa đang đứng vị trí thứ 14 trên bảng xếp hạng phim toàn cầu, tính theo ngày, của Netflix, trở thành bộ phim Trung Quốc thứ hai trong lịch sử làm được điều này. Trước đó, tác phẩm làm được điều này là Vụng Trộm Không Thể Giấu Cũng của Triệu Lộ Tư, đóng cặp với Trần Triết Viễn. Triệu Lộ Tư là một trong những nữ diễn viên thuộc top tiểu hoa 95, sở hữu lượng fan khổng lồ. Ngoài những người hâm mộ tại Trung Quốc, mỹ nhân 9X được nhiều người yêu thích tại khu vực châu Á như Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc. Đặc biệt, Triệu Lộ Tư thường xuyên gây sốt tại Hàn Quốc vì loạt trang phục cũng như kiểu trang điểm độc lạ, sang chảnh, đẹp mắt. Thời gian gần đây, cô thường xuyên vướng tranh cãi vì thời gian vào đoàn phim kéo dài, chất lượng phim tệ, đóng cặp cùng bạn diễn lớn tuổi hơn. Ngoài ra, Triệu Lộ Tư cũng làm phật lòng fan vì đôi co vấn đề tự trang điểm đến các sự kiện lớn, khiến hình ảnh không được chỉnh chu. Để giữ chân người hâm mộ, Triệu Lộ Tư đã liên tục bỏ tiền lì xì cho fan nhân dịp Rèm Mộc Châu Sa chiếu tập cuối cùng. Tuy nhiên, tình hình vẫn không được khả quan. Đinh Vũ hề lập kỷ lục mới, nối gót người tình Ngô Thư Hân. Vừa qua, với màn đại thắng mỹ mãn của Vĩnh Dạ Tinh Hà trên khắp các trận địa, Ngô Thư Hân cũng nối dài chuỗi thành tích với doanh số tạp chí đạt doanh thu 24 giờ cao nhất lịch sử ở bảng nữ. Theo số liệu được công bố, ấn phẩm tháng 12 năm 2024 của tạp chí Cosmo, một trong ngũ đại tạp chí Trung Quốc với lần đầu tiên lên bìa của Ngô Thư Hân đã bán ra 313.160 bản sau 24 giờ phát hành, đạt doanh thu 14,09 triệu nhân dân tệ. Thành tích này của Ngô Thư Hân cũng giúp cô vượt qua Địch Lệ Nhiệt Ba với bìa Harper Bazaar, trở thành nữ nghệ sĩ Trung Quốc có doanh thu 24 giờ cao nhất, đứng thứ hai bảng nghệ sĩ chung chỉ sau Vương Nhất Bác. Được biết, trong tổng số doanh thu tạp chí của Ngô Thư Hân, người tình màn ảnh của cô, Đinh Vũ Hề đã từng chơi tất tay, vung đến 109.000 nhân dân tệ, hơn 382 triệu đồng, để mua 2.436 cuốn tạp chí với hai phiên bản trang bìa của Ngô Thư Hân, để ủng hộ người cộng sự tuyệt vời. Không chỉ thế, Đinh Vũ Hề còn khiến fan sục sôi khi mua mỗi phiên bản 1.218 cuốn tạp chí, tương ứng với ngày sinh nhật, ngày 18 tháng 12 của Ngô Thư Hân. Có thể thấy, thành công của Vĩnh Dạ Tinh Hà góp phần từ mối quan hệ hết sức đặc biệt của cặp nam nữ chính. Chưa dừng lại ở đó, vừa mới đây, Đinh Vũ Hề tiếp tục nối gót người tình màn ảnh của mình, Ngô Thư Hân, khi lập kỷ lục tẩu tán 10.000 cuốn tạp chí pre-order super số ra tháng 12 năm 2024, do chính anh đứng bìa. Chỉ trong vòng vài giây, phía tạp chí cho biết, bởi vì nhu cầu tăng cao, số tạp chí này sẽ lên kệ tại các trang phân phối online để thỏa lòng fan hâm mộ của Đinh Vũ Hề. Tuy nhiên, số liệu mua sau sẽ không tính vào doanh thu chính thức. Vĩnh Dạ Tinh Hà không chỉ là một tác phẩm thành công về mặt nội dung, giải trí, mà còn là viên gạch vững chắc cho sự nghiệp của Đinh Vũ Hề và Ngô Thư Hân, mở ra một chương mới tươi sáng cho sự nghiệp của hai ngôi sao. Khán giả còn đang mong chờ Đinh Vũ Hề và Ngô Thư Hân sẽ lại có lần hợp tác thứ ba trong tương lai, khi tương tác giữa cả hai tại show Hành Tinh Lấp Lánh sau phim Vĩnh Dạ Tinh Hà quá sức đáng yêu. Phim Đại Nam Chủ chờ chiếu, Tiêu Chiến và Dương Dương lo sợ trước đàn em. Trong thời gian tới, màn ảnh Hoa ngữ sẽ có nhiều dự án Đại Nam Chủ lên sóng. Đây đều là những bộ phim có dàn lưu lượng hot, được đầu tư lớn, nên hứa hẹn sẽ là cuộc đua đầy căng thẳng. Tiêu Chiến trong Tạng Hải Truyện. Hiện tại, Tiêu Chiến còn một dự án cổ trang truyền hình chờ lên sóng là Tạng Hải Truyện. Trong bộ phim này, nam diễn viên hợp tác cùng tiểu hoa lứa 95 là Trương Tịnh Nghi. Phim mới của Tiêu Chiến được đánh giá là một trong những dự án có cơ hội bạo lớn, bởi được đầu tư chỉnh chu, ekip làm phim chất lượng và do đạo diễn Trịnh Hiểu Long cầm trịch. Ngay từ khi công bố, Tạng Hải Truyện của Tiêu Chiến đã là đối thủ cực kỳ đáng gờm cho những tác phẩm khác. Dương Dương trong Phàm Nhân Tu Tiên. Sắp tới đây, Dương Dương cũng sẽ tái xuất ở dự án cổ trang mới mang tên Phàm Nhân Tu Tiên. Đây là dự án Đại Nam Chủ, quy tụ dàn diễn viên chất lượng. Tuy nhiên, nhiều khán giả nhận định tác phẩm này của Dương Dương sẽ khó bạo,
bởi ngoài tạo hình cổ trang siêu đẹp của nam diễn viên, thì dự án này không có điểm thu hút đặc biệt. Thành Nghị trong Hồ Yêu Tiểu Hồng nương phần Vương Quyền, Phó Sơn Hải và Anh Hùng Chí. Thành Nghị là sao nam duy nhất có đến 3 bộ phim cổ trang đại nam chủ sắp lên sóng là Hồ Yêu Tiểu Hồng nương phần Vương Quyền Thiên, Anh Hùng Chí và Phó Sơn Hải. Tuy được nhận xét là có diễn xuất tốt, ngoại hình hợp cổ trang, thế nhưng nhiều khán giả lo ngại nam diễn viên bị một màu do toàn đóng cùng dạng mỹ nam bi thảm, tạo hình của anh chàng cũng bị nhận xét là không có điểm khác biệt, khó đột phá. La Vân Hy trong Thủy Long Ngâm. Trong dự án Thủy Long Ngâm này, La Vân Hy được nhận xét là có tạo hình cực kỳ bắt mắt, không khó để nhận ra phía đoàn làm phim đã đầu tư rất nhiều vào vẻ ngoài của nam chính. Có ý kiến cho rằng, La Vân Hy ở Thủy Long Ngâm có phần giống với nhân vật ở Trường Nguyệt Tẩn Minh. Dù vậy, khán giả vẫn vô cùng mong đợi dự án cổ trang này của anh chàng. Cung Tuấn trong Ám Hà Truyện. Cung Tuấn hiện đang quay dự án cổ trang Ám Hà Truyện cùng Bành Tiểu Nhiễm. Tuy nhiên, dự án này của nam diễn viên cũng không được đánh giá quá cao. Kể từ thành công của Sơn Hà Lệnh, Cung Tuấn chưa có tác phẩm nào thực sự nổi bật, khiến khán giả không khỏi lo ngại. Tuy có ngoại hình đẹp trai, diễn xuất tốt, nhưng kịch bản phim anh chàng nhận lại không được lòng khán giả. Vương Hạc Đệ trong Đại Phụng Đã Canh Nhân. Nhắc đến những tác phẩm được khán giả mong đợi nhất phải kể đến Đại Phụng Đã Canh Nhân của Vương Hạc Đệ và Điền Hy Vi. Có thông tin tiết lộ bộ phim này sẽ được lên sóng vào tháng 12 năm nay. Dân tình đặt kỳ vọng rất lớn vào Đại Phụng Đã Canh Nhân, bởi sở hữu cặp đôi lưu lượng trẻ có ngoại hình đẹp, diễn xuất tốt, phim được đầu tư lớn, thậm chí so với Tạng Hải Truyện của Tiêu Chiến, Đại Phụng Đã Canh Nhân có phần được mong đợi nhiều hơn. Tình Trẻ Quay Xe thừa nhận không phải người giàu có, hối hận khi ở bên Huỳnh Hiểu Minh vì không được cho nhiều tiền như chồng cũ. Gần đây, ồn ào chuyện tình cảm giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha tiếp tục khiến cư dân mạng bàn tán sôi nổi, đặc biệt là khi cuộc trò chuyện giữa Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha bị một blogger vạch trần. Tình mới của sao nam họ Huỳnh đã trở thành chủ đề tìm kiếm nóng. Trong cuộc điện thoại kéo dài hơn một giờ này, hai bên mâu thuẫn với nhau, Diệp Kha cố gắng giải thích sự thật và bào chữa cho mình. Đánh giá nội dung cuộc gọi này, Diệp Kha dường như thực sự muốn thanh minh những oán hận không công bằng của mình trong cuộc tranh chấp tình cảm này. Cô nhiều lần nhấn mạnh rằng, Huỳnh Hiểu Minh không phải là người sẵn sàng chi tiền cho phụ nữ như mọi người tưởng tượng. Thay vào đó, cô lại là người từng chủ động giúp đỡ tài chính cho anh khi đối phương gặp khó khăn. Diệp Kha cho biết, thời điểm Huỳnh Hiểu Minh gặp khó khăn, cô đã lấy số tiền của mình có được từ tài sản sau ly hôn với chồng của họ Vương. Cô cũng nói rằng, bản thân không phải người giàu có, nhưng vẫn phải tạo hình ảnh tốt trên mạng, chỉ để không bị quá ảnh hưởng khi ở bên Huỳnh Hiểu Minh. Diệp Kha cũng tiết lộ Huỳnh Hiểu Minh là người rất chu đáo và biết quan tâm, bản thân cô cũng không muốn dựa vào anh quá nhiều. Diệp Kha cho biết, cô đã làm việc chăm chỉ để kiếm tiền vì muốn bù đắp cho lựa chọn ban đầu của mình, và bản thân hy vọng có thể duy trì được gia đình hạnh phúc. Chia sẻ này của Diệp Kha khiến nhiều người nghi cô đang ẩn ý việc ở bên Huỳnh Hiểu Minh không được cho tiền hào phóng như chồng cũ. Thay vào đó, cô lại là người phải bỏ tiền giúp Huỳnh Hiểu Minh, tự tạo hình ảnh sống sang chảnh, giàu có, để làm đẹp mặt bạn trai là ngôi sao nổi tiếng. Không chỉ vậy, việc Diệp Kha nói cô hiện rời khỏi mạng xã hội để tập trung kiếm tiền, vì muốn bù đắp cho lựa chọn ban đầu của mình. Điều này cũng khiến không ít người cho rằng cô đang hối hận khi ở bên Huỳnh Hiểu Minh và thấy luyến tiếc cuộc hôn nhân với chồng cũ. Theo các blogger thạo tin giải trí cho biết, mối quan hệ của Huỳnh Hiểu Minh và Diệp Kha rất bất ổn. Nam diễn viên muốn chia tay Diệp Kha, tuy nhiên, Diệp Kha không đồng ý đường ai nấy đi, hay bỏ con vì đã mang thai 3 tháng. Cô ra điều kiện sau khi em bé ra đời, Huỳnh Hiểu Minh sẽ phải trả cho cô 270 triệu tệ, khoảng 980 tỷ đồng, tiền chu cấp nuôi con và phí chia tay. Cặp đôi đang thương lượng để tìm hướng giải quyết phù hợp cho mối ràng buộc là đứa con chung. Vì vậy, Huỳnh Hiểu Minh cũng tỏ ra lạnh nhạt, xa cách với bạn gái. Vào ngày 20 tháng 11, Diệp Kha đã khóa tất cả tài khoản mạng xã hội sau loạt ồn ào với lý do muốn bảo vệ gia đình. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.